thi sắc đẹp Nail Queen mùa thứ nhì 2023 chính thức nhận đơn của các thí sinh trên toàn cầu. Tất cả các thí sinh có liên quan đến lĩnh vực nail trên toàn thế giới như giáo viên ngành nail, học viên, managers, thợ nail, chủ tiệm nail, các công ty, cửa tiệm cung cấp sản phẩm ngành nail, kể cả các sắc dân đều có thể tham gia cuộc thi Nail Queen 2023, không giới hạn tuổi tác. Xin vào trang nhà để lấy mẫu ghi danh sbtn.tv, lệ phí ghi danh 50 Mỹ Kim, hạn chót nhận đơn ngày 1 tháng 5 năm 2023. Chi tiết xin liên lạc email nailqueen@sbtn.tv, bảo trợ cho chương trình liên lạc 714-636-1121 hoặc 714-902-5869. SBTN sẽ tổ chức cuộc thi hát cho các lứa tuổi từ 13 đến 19 tuổi nhằm khuyến khích một sân chơi cho thế hệ trẻ tiếp nối dòng nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Giải thưởng giá trị để ghi danh xin vào trang nhà www.sbtn.tv. Điền mẫu ghi danh dự thi và video clip một bài hát gửi qua email teamvoice@sbtn.tv hoặc gọi 714-636-1121. Nếu không chăm sóc cho thế hệ tương lai, chúng ta sẽ không còn dòng nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, 11 tây tháng 4 năm 2023. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long, kính chào khán giả SBTN. Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày thứ ba, 11 tây tháng 4, tức là 2 ngày sau lễ Phục Sinh theo truyền thống của Thiên Chúa Giáo. Thì ngày hôm Chủ Nhật vừa rồi, thưa quý vị, chúng ta có, hiện tại bây giờ chúng ta có 4 vị, vừa là Tổng thống, cựu Tổng thống, 5 vị thì đúng hơn nha. Nhưng mà không biết sao ông Bill Clinton và ông Carter thì giờ ông không biết gì rồi, còn Bill Clinton thì không biết sao. Nhưng mà có ba người đưa ra ba cái thông điệp phục sinh. Đó là cựu Tổng thống Donald J. Trump, cựu Tổng thống Barack Obama và đương kim Tổng thống Joe Biden. Thì trong ba cái thông điệp Giáng sinh này chúng ta có thể thấy ngay là nó như thế nào. Đầu tiên hết, nó thể hiện cái con người và cái dụng ý của người đó. Và nó cho chúng ta thấy là người dân Mỹ muốn cái gì và tại sao họ chọn những người này. Thì đầu tiên hết xin anh trình bày cái thông điệp phục sinh của Tổng thống 45 Slat 47. Slat 47 cái đó là số tù. Số tù. Anh biết là booking number là 45. Really? Anh là anh không có bằng tôi không ai hiểu Trump bằng tôi. Có số đàng hoàng, số tù là 45-47 gạch nối 47 đó. Xin mời anh. Sau đây là cái thông điệp ngày lễ phục sinh của cựu Tổng thống Donald J. Trump. Xin ban kỹ thuật cho xem cái màn ảnh để thấy cái hình ông, cái thông điệp mà ông gửi ra trên cái trang mạng Truth Social của ông. Cái thông điệp ông viết như thế này, viết hoàn toàn bằng chữ Hoa nhé anh Dũng. Viết Hoa. Chúc mừng lễ phục sinh đến với mọi người, bao gồm những kẻ có ước mơ bất tận là hủy diệt đất nước chúng ta, vì chúng không có khả năng ước mơ về bất cứ điều gì khác. Những kẻ bất lực đã không nhận ra rằng việc có biên giới và bức tường vững chắc là điều tốt, hay đi bầu phải có ID, bỏ lá phiếu bằng giấy, kết quả bỏ phiếu có trong cùng ngày sẽ nhanh chóng chấm dứt sự gian lận bầu cử. Đối với tất cả những kẻ Cộng hòa giả cầy, Rhino, yếu đuối và bệnh hoạn, các nhà dân chủ cực đoan là loại người theo chủ nghĩa xã hội cộng sản đang giết đất nước chúng ta, hãy nhớ we will be back. Đây là thông điệp của ông Donald Trump trong ngày lễ phục sinh. Chúng ta nghĩ gì về cái thông điệp ngày lễ phục sinh của cựu tổng thống và đương kim tổng thống khác? Ông Joe Biden cũng gửi ra thông điệp của cái ngày lễ phục sinh. Và trong thông điệp của ông Joe Biden, ông nói gì? Khoan, anh phải đi ông cựu tổng thống trước. Cựu tổng thống mới qua đương kim phải không? Yes, ok, anh rồi. Lại tôi giới thiệu rồi mà. Tới Barack Obama, cái ông mà ngồi lộn chỗ là sao?
Vâng, xin anh Thân cho xem cái hình của cái tweet của ông Obama gửi ra trong cái ngày này. Thì ông viết rằng là tôi muốn chúc tất cả mọi người có một sự bình an và được ban phước trong cái ngày lễ phục sinh. Với tất cả những gì đang diễn ra trên thế giới hiện nay, đây là cơ hội chúng ta hãy ôm những người mà chúng ta thương thật chặt và cảm ơn họ cho một cái sự bắt đầu mới và có một cái sự gọi là ban phước lành mà tất cả chúng ta đang được hưởng. Đó là cái thông điệp của ông Barack Obama. Còn Tổng thống Joe Biden, thì thưa quý vị, ông Joe Biden thì từ Tòa Bạch Ốc, ông gửi ra một cái thông điệp này, nói: tôi và bà nhà cùng tất cả thế giới, chúng ta đang là cử hành lễ phục sinh, một ngày của hy vọng và niềm vui, một ngày của sự tái tạo và một ngày của sự tái sinh. Đây là kỷ niệm cái ngày sự gọi là phục sinh của Chúa, một cái thông điệp rất là mạnh mẽ, nói về tình thương của Thượng Đế và một cái lời hứa mà cứu chuộc cho tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ giữ cái lễ phục sinh này trong lòng và không có điều gì, ngay cả sự chết, có thể làm cho chúng ta mất đi đức tin, hy vọng và tình thương. Và chúng ta nhớ đến sự hy sinh của Chúa để mà đạt được cái tình thương của Thượng Đế. Thì thưa quý vị, ba người, ba cái mẫu message, nhưng chúng ta thấy có hai thông điệp rõ ràng tương phản với nhau. Thì thưa anh Đỗ Dũng, chúng ta đang đứng ngưỡng cửa của sự lựa chọn, hay là ở trên cuộc đời này có những người không biết làm gì hơn là gây sự thù oán cho mọi người. Ngay trong cái ngày mà người ta nói rằng đây, đối với người theo cái hệ thống mà là Thiên Chúa Giáo, đây là cái ngày để mà tưởng niệm hay là đến một cái sự hy sinh để mà chuộc tội cho nhân loại, thì ngày này chúng ta nên yêu thương hay là chúng ta nên thù ghét? Thực ra thì nó có hai vấn đề, nó hai mặt của vấn đề. Nếu mà nói bình thường đó, thưa quý vị, thì chúng ta muốn nghe những cái lời gọi là white lie, nghĩa là nói trắng mà không có, nói dối mà không có thiệt hại ai hết. Thì những cái ngày này, những cái dịp lễ này, hoặc khi chúng ta gặp nhau, chúng ta thường nói những lời tốt đẹp cho nhau. Chẳng hạn như ngày Tết, tôi chúc Tết cho nhau, mặc dù là nếu mà đâm đừng cha nó chết, tôi đâm chết luôn. Ngày phục sinh cũng vậy. Tất cả các vị giáo sĩ theo Thiên Chúa Giáo trên vũ trụ này đương nhiên đưa ra những thông điệp hòa bình, thương yêu này kia, vân vân và vân vân. Đúng không? Thì cái đó là điều nên làm. Và chúng ta thấy rằng là xét về cái phương diện đó thì ông Donald Trump không phải là một con người giống như chúng ta. Cái ngày đó ông lại trút cái nỗi giận, cái nỗi thù oán, cái nỗi ấm ức của ông, cái sự thất bại của ông ra cho mọi người và kêu gọi là ghét bỏ lẫn nhau. Đó là mình nói trên bình diện về mặt. Tôi nói vậy được không? Yes. Đó. Nhưng mà cũng có thể một cái mặt khác, có người bảo là ôi mấy ông tào lao, mấy ông nói xạo, ông nói phép, tôi khoái ông Trầm ở chỗ ông nói thật. Được chưa? Vấn đề là chỗ đó. Đó. Nếu mà xét trong cái chuyện này không thôi đó, xét trong chuyện này không thôi, thì có người sẽ nói là ông Trump nói thật, bởi vì có sao cứ nói vậy, không giấu giếm gì cả, thật lòng. Còn tất cả giáo điều nói ra là láo toét hết. Có thể người ta nghĩ như thế. Không phải là ông Đỗ Dũng nói nha, người ta nói nha. Tôi phân tích cái chuyện ở đây ra. Nói nớ trong cái chuyện này không đó, thì sẽ có người nói như vậy. Ô, mấy ông kia là nói phét, ông Trump là nói thật. Rồi nếu mà chúng ta chấp nhận theo cái tiêu chuẩn số 2, thì đừng bao giờ dạy con cái chúng ta làm điều gì nữa. Đừng bao giờ đi nhà thờ, đi nhà chùa nữa. Dẹp hết trên cõi đời này. Đúng không? Dạ. Ra đường thích thì lấy cái đó. Về nhà thấy vợ mình xấu quá, không đẹp, ra đường muốn lấy ai, lấy muốn bắt bướm ai bắt bướm. Tha hồ làm. Và đó là cái điều ông Trump làm. Thế thì có những lúc ông Trump cũng nói những lời hoa mỹ, những lời có cánh. Thì chúng ta nghĩ sao?
Thế con người ta nó mâu thuẫn lại dẫn đến cái điểm thứ ba là mâu thuẫn. Đó, cuộc đời nó chỉ có những đó thôi. Tôi nói vậy đồng ý không? Đó. Tức là gì? Sẽ có người khen, có người chê bất kỳ chuyện gì trên cõi đời này. Và để mà xoay chuyển, để ngụy biện cái chuyện này, tôi nói cho quý vị biết luôn, con người ta ngụy biện như thế. Được chưa? Đó. Tôi phân tích vấn đề rất là rõ ràng. Chắc chắn là sẽ có người thích ông Trump trong chuyện này, bảo ô ông nói thật. Có ông Biden với ông Obama nói xạo. Nhưng cái xạo đây người Mỹ ta gọi là white lie, có nghĩa là gì? Lời nói dối là không có làm thiệt hại ai. Giống như ta gặp nhau, người Mỹ gặp nhau, ô anh Long mặc cái áo đẹp quá, anh Long ơi, how you doing, này kia khỏe không, chúc ngày tốt đẹp, mặc dù sau đó mong cho xe cán chết cha này đi. Đó, con người ta nó là như thế. Thế thì bây giờ chúng ta sống sao đây? Ta chọn cái nào? Nó khổ cái chỗ này, tôi nhiều khi tôi muốn sống thật lắm. Nhưng mà nếu tôi sống thật đó thì người ta chết. Bởi vì nếu tôi nói thật là người ta chết, người ta thích uống nước đường. Mà bây giờ cái người đó tôi đang cần, người đó trả lương cho tôi hàng ngày ví dụ vậy đó, hay là người đó làm lợi cho tôi, cho vợ con tôi dạy, vì vợ con tôi phải nói dối. Tôi phải nói lời có cánh cho người đó khoái. À, cuộc đời nó như thế. Đó, tôi phân tích vậy, xin mời anh. Thưa quý vị, chúng ta thấy rõ ràng hai phong cách từ ba vị tổng thống và cựu tổng thống gửi ra một cái thông điệp trong cái ngày lễ phục sinh. Đối với những người mà thuộc cái hệ thống gọi là Thiên Chúa giáo theo Kitô giáo ủng hộ cho ông Donald Trump, chúng tôi không biết họ nghĩ gì trong cái ngày Chúa phục sinh như thế này mà gọi là cái ông thánh của họ gửi ra một cái thông điệp mang cái đầy tính chất là thù hằn, chưa kể là nói dối trong những cái lời đó. Thì ông xin lỗi anh, xin lỗi anh, xin lỗi anh, xin lỗi anh luôn. Rồi mới xin lỗi anh. Anh không cần ông Trump nói dối. Ông đã nói dối sẵn rồi. Xin mời tiếp tục. Vâng, thì thưa quý vị, tùy một cái vai trò mà chúng ta cần như thế nào trong cái xã hội. Cuộc đời là như thế, con người người ta không sống thật. Nhưng mà quý vị nghĩ sao một nhà lãnh đạo trong đất nước đang có tình trạng chia rẽ, chúng ta cần sự hàn gắn. Có thể không ai có thể nói thật sự thật 100% cho tất cả mọi vấn đề. Nhưng khi mà chúng ta đang có nỗi đau, chẳng lẽ chúng ta đổ thêm muối, sát muối, đổ thêm gọi là những cái thứ mà gọi là độc hại vào, tiếp tục vào vết thương. Thì đây rõ ràng chúng ta thấy những cái khẩu khí này nói lên cái sự lựa chọn của những cá nhân. Và khi chúng ta lựa chọn kiểu nào thì chúng ta sẽ trở thành con người như thế. Và chúng ta có nghĩ rằng những gì mà chúng ta lựa chọn, chúng ta có để lại cho con cháu của mình hay không? Xin quý vị tiếp tục siêu băng thần SPTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại.